Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì món ngon mỗi ngày mẹ tôm xin giới thiệu tới tất cả các bạn một món rất là ngon và mát vào ngày hè, đấy chính là món sữa từ ngô nếp. Và để có một cái ly sữa bắp, sữa ngô ngon thơm thì trước hết chúng ta cần phải chuẩn bị đấy chính là ba bắp ngô nếp. Ở đây mẹ tôm sử dụng ngô bánh tẻ để có được nhiều sữa nhất. Thứ hai là chúng ta cần chuẩn bị đấy chính là một vài lá dứa để tạo mùi thơm. Chúng ta tách hết tất cả các cái hạt ngô khỏi lõi ngô. Phần lõi ngô thì chúng ta giữ lại và chúng ta sẽ đem luộc cùng với 2 lít nước. Sau khi đó thì chúng ta sẽ sử dụng chính cái nước ngô vừa luộc để xay cái hạt ngô đã tách ở phía trên. Thì trong quá trình xay thì chúng ta sẽ cố gắng xay thật nhuyễn, xay đi xay lại để giúp cho thu được cái phần sữa ngô được nhiều nhất. Chúng ta tiến hành bóp cái phần ngô đã xay thì chúng ta bóp thật kỹ để ra hết được tất cả các cái sữa và chỉ để lại cái phần bã để chúng ta lọc bã đi thôi. Sau khi xay xong sữa thì chúng ta sẽ tiến hành lọc bằng rây hoặc là bằng một cái khăn màn, khăn xô để giúp cho thu được cái phần sữa ngô thơm ngon nhất. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành là đun nước ngô. Thì chúng ta sẽ thả lá dứa vào trong nước ngô để đun. Thì nên nhớ là ngô nếp thì rất là nhiều bột và rất là sánh, nên là trong quá trình đun thì chúng ta phải đảo bằng muôi liên tục để tránh bị khê đáy nồi và tránh bị vón cục. Cái mùi lá dứa quyện với cả nước ngô và mùi thơm của ngô rất là thơm. Và nước này thì sữa này thì sẽ thơm ngon hơn rất nhiều khi mà bạn sử dụng mát. Và nếu mà cả gia đình cùng dùng thì chúng ta sẽ đun, và sau khi đun xong chúng ta cho bằng chờ nguội và chúng ta cho vào ngăn mát tủ lạnh thì sẽ rất là ngon. Còn đối với bé thì có thể ăn ấm hoặc là ăn mát đều được. Chúng ta nghe mùi sữa ngô rất là thơm. Sữa ngô quyện với cả cái lá dứa giúp cho sữa ngô của chúng ta rất là hấp dẫn, rất là thơm ạ. Lại sánh nữa, sánh, thơm. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành một cái món sữa ngô, sữa bắp rất là thơm ngon cho gia đình mình rồi. Các bạn có thể nếm thêm đường tùy theo sở thích ăn ngọt của từng gia đình. Hãy ấn like và theo dõi Món Ngon Mỗi Ngày Mẹ Tôm để cùng cập nhật những món ăn ngon nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.